tính năng quan trọng trên Apple Watch. Màn hình điện tâm đồ ECG trên Apple Watch Series 4 là tính năng giúp người dùng phát hiện nhịp tim bất thường có thể là do rung tâm nhĩ. Điều này có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim và các vấn đề khác liên quan đến tim. Và một lần nữa, nhiều câu chuyện được chia sẻ về cách màn hình ECG đã cứu sống một số chủ sở hữu Apple Watch. Thế nhưng, theo Bloomberg, tiến sĩ Joseph Diezen thuộc Đại học Y khoa New York đã đệ đơn kiện Apple với cáo buộc táo khuyết vi phạm bằng sáng chế của ông về phương pháp phát hiện rung tâm nhĩ đơn kiện được nộp lên tòa án quận Đông New York hôm 27 tháng 12. Theo thông tin được đưa ra trong hồ sơ trình tòa án, Diezen nói rằng ông đã phát minh ra một phương pháp theo dõi nhịp đập không đều từ một chuỗi các khoảng thời gian. Ông Diezen đã nói với Apple về bằng sáng chế này của mình vào tháng 9 năm 2017. Mặc dù đã cung cấp cho Apple chi tiết về bằng sáng chế, Diezen cáo buộc rằng công ty iPhone đã từ chối đàm phán. Tiến sĩ Joseph Diezen yêu cầu tòa án ra phán quyết buộc Apple phải trả tiền bản quyền, hoặc ban hành lệnh cấm Apple sử dụng công nghệ này vì vi phạm bằng sáng chế. Phát hiện nhịp tim bất thường là một trong những tính năng quan trọng của Apple Watch Series 4 và 5. Nó được ghi nhận từng cứu sống một số người dùng do nhận được cảnh báo sớm. Apple Watch không chỉ là chiếc smartwatch bán chạy nhất thế giới, mà nó đã trở thành chiếc đồng hồ bán chạy nhất trên toàn cầu, bao gồm cả đồng hồ truyền thống, cùng với AirPods. Apple Watch là một phần của các thiết bị đeo đem về mức tăng trưởng mạnh mẽ cho Apple trong năm 2019.